chào, mình là Ngọc Vi, GG1908. Và hôm nay thì anh em Tinh Tế sẽ cùng tham gia một cái sự kiện với lại Cu Hiệp, một cái sự kiện công bố một cái nhãn hàng mới với những cái dạng sản phẩm mới của họ rất là thú vị ngay tại thị trường Việt Nam. Và đây là sự kiện của Myrobac và đơn vị phân phối là TLC Trading. Các bạn thấy là nó có một cái thông điệp mà ngay từ cái slogan này là mình có thể biết được là cái định hướng sản phẩm của họ luôn á: Color your life, design your style. Và khi mà vào bên trong, mọi người sẽ thấy là họ sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm đa dạng về màu sắc và phong cách để các bạn có thể tùy biến, custom và thể hiện cái cá tính riêng của mình. Tính ra là rực rỡ sắc màu luôn đó mọi người. Ở đây thì cái đập vào mắt đầu tiên sẽ là những cái món phụ kiện về bàn phím và chuột. Nhưng mà mọi người có thể thấy là họ rất đa dạng về dòng sản phẩm, mẫu mã và cả màu sắc nữa. Ở đây thì mình sẽ có zoom cận cảnh lại cho mọi người xem ha. Chúng ta sẽ có những cái option như là bàn phím Girl này đó, và những cái bàn phím kiểu như thông thường. Và cái điều thú vị ở đây là những cái này mình có thể tự custom. Bình thường đối với một cái bàn phím thông thường mà các bạn sử dụng, theo mình nhớ nha, tại vì ở nhà cũng có một số anh em hay chơi bàn phím, thì cái việc mà tự custom thì chắc là phải anh em chuyên đồ các kiểu. Nhưng mà với những cái gì mà Myrobac họ mang tới là theo kiểu người dùng bình thường, mình cũng có thể tự custom một cái rất là dễ dàng. Ví dụ như là con chuột này đó, mình sẽ có thể gỡ cái này ra và mình có thể thay thế custom theo cái ý thích của mình, màu sắc mà các bạn yêu thích, và nó sẽ có rất là nhiều mẫu mã khác nữa. Rồi tương tự ở bên đây thì nó sẽ có thêm những cái mẫu khá là thú vị, như kiểu là chuột về công thái học, để mình có thể dùng trong một cái thời gian dài mà cái tay mình vẫn thoải mái ha. Hay là bên đây thì sẽ hơi hướng tới các bạn nữ một xíu đó. Cái này rất là thú vị mọi người. Mình sẽ mở ra ở đây, nó sẽ có một cái gương. Ok, giống như là để mình xem. Đang làm việc bỗng nhiên muốn xem lại là cái mặt mình nó có khuyết điểm gì không. Rồi có cả những cái mẫu mà kiểu nó basic, nó đơn giản dành cho những cái bạn nào mà chúng ta thích cái kiểu truyền thống. Nói chung là rất đa dạng về mẫu mã, mọi người có thể xem ở đây bàn phím chuột. Và ở đây còn có thêm, đây là những cái bàn phím kiểu full size, dành cho những bạn nào mà gọi là không thích custom nhiều, mà cách chúng ta đặt nặng là về cái nhu cầu công việc và muốn có cái bàn phím full size đầy đủ thì họ cũng có luôn. Nói chung là đối với bàn phím chuột thì nó rất là đa dạng. Rồi hay là như cái dòng này thì các bạn sẽ có một cái khe để mình để máy tính bảng đồ các kiểu. Và con nào dòng nào, dù là cho cái nhu cầu công việc, dù là bàn phím cơ hay là các kiểu, thì nó đều rất là đa dạng về màu sắc và mẫu mã nha mọi người. Đây là một cái điểm nhấn rất là nổi bật của cái brand Myrobac này, tức là họ mang tới rất nhiều lựa chọn cho mọi người. Rồi ở đây mình sẽ có cả máy chiếu nữa. Bên đây thì lại có thêm mấy cái món phụ kiện rất là xinh xắn nữa ha. Cái này thì chắc là cái dạng củ sạc mà để ý anh em dùng khi mà đi du lịch. Tức là mình sẽ có thể thay đổi những cái chấu sạc khác nhau tùy theo thị trường. Như anh em biết là sẽ có nước là dùng 3 chấu, có nước là dùng chấu dẹp, có nước dùng chấu tròn. Thì mình sẽ dùng mấy cái củ này để mình tiện khi mình đi du lịch. Rồi ngoài ra thì mình sẽ có cả pin sạc dự phòng, rồi những cái hub sạc không dây đồ các kiểu. Nói chung là cái dãy sản phẩm của Myrobac sẽ là những cái món phụ kiện dùng cho cái công việc, cho hàng ngày, hay là cho tới cả cái nhu cầu du lịch, như là những cái món sạc pin dự phòng đồ các kiểu. Thì mình nghĩ là sắp tới thì sẽ có những cái bài trên tay chia sẻ nhiều của anh em trên Tinh Tế để mọi người có thể tham khảo. Còn ngày hôm nay thì chắc là sơ sơ như vậy để mọi người có thể hình dung về cái sự kiện của TLC Trading ngày hôm nay.